người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả kênh YouTube của nhà Platform X. Và mùa hè thì đã gần đến rồi, không biết là các cô nàng đã tìm được cho mình một dòng sản phẩm nào là kem chống nắng chân ái chưa nhỉ? Và nếu mà chưa thì mọi người hãy cùng nhau tham khảo qua cái dòng sản phẩm kem chống nắng Tone Up đến từ nhà Derma Factory này cùng Nhi nhé. Em này thì có chỉ số chống nắng rất là cao là SPF 50 cộng và PA 4 cộng lận, thế nên là có thể bảo vệ da dưới tia UVA và UVB. Cái cách mà em này bảo vệ da cho chúng mình là sẽ tạo nên một lớp rào cản vật lý bên trên bề mặt da, và từ đó thì sẽ giúp cho làn da của chúng mình luôn luôn trở nên trắng sáng nhất. Về thành phần chính của em này thì ngay bây giờ Nhi sẽ tiết lộ cho mọi người nhé. Đó chính là nước hoa hồng Damask 39%. Nước hoa hồng này thì sẽ được trưng cất bằng cánh hoa hồng Damask với cái hơi nước giúp cấp ẩm cho da mình một cách mềm ẩm và mượt nhất có thể. Và tiếp theo đó chính là Niacinamide 10%. Nó sẽ kiểm soát dầu thừa cũng như là những cái sợi bã nhờn ở trên vùng da của chúng mình, giữ ẩm này, làm mờ thâm này, và đồng thời là ít gây khả năng kích ứng. Và cuối cùng đó chính là Calamide 2%. Đây là một hỗn hợp của oxit kẽm và một lượng nhỏ của oxit sắt. Calamide này thì nó sẽ có màu hồng và nó có khả năng là làm dịu, thậm chí là an toàn để có thể sử dụng trên cả da em bé nữa. Thế nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi mà mọi người sử dụng cái dòng sản phẩm kem chống nắng vô cơ này. Màu của em này thì nó sẽ là hơi màu hồng nhẹ một chút xíu do thành phần đó chính là Calamide. Và như mọi người nhìn này, đó, mọi người thấy không, nó sẽ hơi hồng nhá. Và mặc dù là có 10% Niacinamide nhưng mà em này là cái dạng nó hơi lỏng một xíu, nên là khi mà thoa lên da mọi người nhìn nhá, nó sẽ thẩm thấu vào da của mình cực kỳ là nhanh và không gây bết dính cũng như là khó chịu gì đâu. Đó, nó sẽ nâng tông một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ở khi mà thoa lên da nó không hề có cảm giác gây khó chịu hay là bị châm chích gì, nên là các bác cứ sử dụng yên tâm nhé. Mình dùng em này rồi và đánh giá là em này là một cái dòng sản phẩm mà nó kiềm dầu khá là tốt, bởi vì rất là ít khi mà mình bị lem da khẩu trang. Và mình có gọi là recommend cho những bạn nào mà da của chúng mình từ trung bình đến sáng một chút xíu, bởi vì là em này sẽ nâng tông theo kiểu Hàn Quốc là hơi trắng hồng, trắng tự nhiên. Thế nên là những bạn nào mà da mình hơi nhông thì mình sợ nó hơi bị ô dề quá nha. Thành phần của em này thì là chứa các loại bột đặc trưng của dòng kem chống nắng vô cơ cũng như là vật lý. Thế nên là khi mà dùng thì các bạn lấy ra lòng bàn tay và trộn đều trước, sau đó thì mình mới chấm từng điểm trên khuôn mặt và kết hợp với đó là vỗ nhẹ nhàng để sản phẩm có thể thẩm thấu tốt hơn nhé. Vì đây là dòng sản phẩm kem chống nắng có khả năng kiềm dầu và nâng tông một cách nhẹ nhàng, thế nên là chúng mình cũng có thể làm một cái lớp nền khi mà đi ra ngoài đường, bởi vì nó có cái độ che phủ cho những cái khuyết điểm khá là tốt đấy. Và khi mà dùng thì nó sẽ để lại trên da của chúng mình một cái lớp nền nó khá là căng bóng, mình rất là ưng ý luôn. Để bảo quản em này thì chỉ có lưu ý một điều thôi, là khi mình dùng xong thì mọi người nên cho sản phẩm nằm chứ không có đứng để đỡ bị lem ra cái phần nắp nhé. Và để cập nhật thêm những cái thông tin hữu ích hơn về skincare cũng như là routine hàng ngày thì mọi người đừng quên là like cũng như là subscribe kênh YouTube của Platform X nhé. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.